Tại Hà Nội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Sẵn sàng tiếp nhận du học sinh về nước học tập. Trao đổi về việc tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ sở giáo dục đại học cần chú ý hai điểm chính, gồm tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế, khả năng học tập các chương trình, đặc biệt là các chương trình quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo nước ngoài giảng dạy bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hiện các trường đại học đều đang khẳng định đã ở tâm thế sẵn sàng với tình huống tiếp nhận và hỗ trợ các lưu học sinh Việt Nam tại nước ngoài bị gián đoạn học tập.